Những thực phẩm có nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella cao, càng gần Tết càng cần thận trọng khi tiêu thụ. Điều quan trọng là bạn cần mua sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, trước khi ăn cần đảm bảo vệ sinh. Cơ quan Y tế Công cộng Canada, BHAC, mới đây lưu ý, hiện đã có 164 trường hợp nhiễm khuẩn Salmonella do ăn dưa lưới được xác nhận trên khắp 8 tỉnh thành của đất nước này. Quebec là nơi có số ca nhiễm nhiều nhất, với tổng số 111 người. Các tỉnh khác đã báo cáo số ca nhiễm bao gồm British Columbia, Alberta, Ontario, Prince Edward Island, New Brunswick, Nova Scotia và Newfoundland and Labrador. 61 người đã phải nhập viện và phần lớn những người mắc bệnh bao gồm trẻ em từ 5 tuổi trở xuống cũng như người lớn từ 65 tuổi trở lên. Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada, CFIA, bắt đầu đưa ra cảnh báo thu hồi dưa lưới vào ngày 1 tháng 11. Tính đến giữa tháng 12, đất nước này đã có 6 trường hợp tử vong được xác nhận do ăn dưa lưới không đảm bảo nguồn gốc. BHAC cảnh báo đây là loại quả dễ nhiễm khuẩn Salmonella. Nếu không thể xác minh được rõ nguồn gốc, xuất xứ của dưa lưới thì tốt nhất bạn không nên mua nó để tránh rước bệnh. Theo bác sĩ dinh dưỡng Vũ Đại Dương, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, dưa lưới chỉ là một trong nhiều loại trái cây tươi có nguy cơ nhiễm khuẩn cao, trong đó có nhiễm khuẩn Salmonella. Điều quan trọng là bạn cần mua sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, trước khi ăn cần đảm bảo vệ sinh, rửa sạch vỏ. Vi khuẩn Salmonella nguy hiểm thế nào? Salmonella rất độc vì sinh ra ngoại độc tố. Ngoại độc tố này không bị phân hủy bởi nhiệt nên dù thực phẩm nấu chín, người dùng vẫn có thể bị ngộ độc. Ngoại độc tố của vi khuẩn Salmonella vào cơ thể sẽ trực tiếp gây bệnh, thậm chí có thể gây tử vong. Ngoài dưa lưới, cẩn trọng với những thực phẩm có nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella cao dịp Tết. 1. Thịt gia cầm. Thịt gia cầm sống hoặc nấu chưa chín kỹ như thịt gà có nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella cao. Các chuyên gia lưu ý rằng các sản phẩm gà tẩm bột như gà viên cũng thường có liên quan đến việc nhiễm vi khuẩn Salmonella vì mọi người cho rằng chúng đã được nấu chín khi mua và không được chuẩn bị đúng cách. 2. Trứng. Trứng luôn có sẵn trong tủ lạnh của mọi gia đình. Không chỉ dịp Tết mà bất cứ thời điểm nào nó cũng đều được sử dụng vì tính tiện lợi, nhanh chóng, bổ dưỡng. Trứng rất nhạy cảm với vi khuẩn Salmonella, có thể khiến bạn bị bệnh nếu ăn sống hoặc nấu chưa chín. Do đó cần chú ý ăn trứng chín kỹ, tránh bị nhiễm khuẩn đáng tiếc. 3. Rau, trái cây ăn sống. Trái cây và rau quả như rau lá xanh, dưa chuột, cà chua và hành tây rất dễ gây ngộ độc thực phẩm khi ăn sống. Đáng nói, nhiều thực phẩm trên thường được dùng để ăn sống. Điều này làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella. Chuyên gia cho biết, nguyên nhân chính gây nhiễm khuẩn chủ yếu là do nguồn nước dùng để tưới tiêu. 4. Giá đỗ. Các loại rau sống khác nhau, bao gồm cỏ linh lăng và giá đỗ, có liên quan đến ngộ độc Salmonella. Giá đỗ cần nước và điều kiện ấm áp để hạt nảy mầm, tạo ra môi trường thực sự tốt cho vi khuẩn phát triển. Do đó, mua giá đỗ để ăn, bạn cũng cần chú ý mua nguồn đảm bảo. Bạn có thể tự làm giá đỗ nhưng cũng cần chú ý rửa sạch sẽ, tránh nhiễm khuẩn Salmonella. 5. Hải sản. Cá và động vật có vỏ cũng có thể bị nhiễm khuẩn Salmonella, đặc biệt nếu chúng được nhập khẩu từ những nơi có khí hậu ấm hơn. Nấu chín hải sản sống đúng cách là cách tốt nhất để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm. Làm thế nào để ngăn ngừa nhiễm khuẩn Salmonella? Nấu thịt đúng cách. Khi nấu thịt gà hoặc bất kỳ loại thịt nào, hãy đảm bảo nấu ở nhiệt độ bên trong cần thiết. Bạn có thể trang bị nhiệt kế để chắc chắn. Đảm bảo vệ sinh, rửa thớt, dụng cụ nấu ăn và đôi tay sau khi xử lý các sản phẩm thịt sống. Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ thích hợp. Theo dõi các đợt thu hồi, nếu bạn thấy một đợt thu hồi, hãy kiểm tra tủ đựng thức ăn hoặc tủ lạnh để đảm bảo không tiêu thụ sản phẩm đó. Nội dung khác. Loại quả đến từ thiên đường rất có lợi cho đường huyết, ngừa ung thư hiệu quả, dịp cuối năm nhà nhà dùng nấu cỗ. Loại quả này được suy tôn là siêu thực phẩm vì vừa giúp chống ung thư vừa giúp ngừa bệnh tim mạch. Nhắc đến quả gất có lẽ không có người Việt nào là không biết. Gất là loại quả có màu đỏ tươi, bề mặt có nhiều gai ngắn. Quả thường lớn, dài khoảng 13cm, đường kính 10cm, hình cầu hoặc hình bầu dục, có cuống nhọn và cứng nhô ra. Khi còn non, quả gất có màu xanh lục. Khi chín, chúng chuyển từ màu đỏ cam sang màu đỏ đậm. Quả gất có gai ở bên ngoài, cùi thịt và hạt ở bên trong. Chợ Việt bán giá dao động từ 60 đến 80 nghìn đồng trên kg.
đối với người dân Việt, quả gất có lẽ là thứ quả rất quen thuộc. Đặc biệt trong dịp lễ Tết, quả gất được sử dụng rất nhiều để đồ xôi, làm mâm cúng lễ. Trong ẩm thực nước ngoài, gất được tôn vinh là một loại quả từ thiên đường, food from heaven, hoặc là một loại siêu thực phẩm chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất phytochemical có tác dụng tích cực đối với sức khỏe ngoài dinh dưỡng cơ bản và giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về những lợi ích sức khỏe mà loại quả này mang lại. Phòng ngừa ung thư. Cùi quả gất rất giàu lycopene, beta-carotene và các chất chống oxy hóa. Cần biết rằng chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa làm giảm nguy cơ ung thư, mất trí nhớ, bệnh tim và trầm cảm. Quả gất cũng chứa rất nhiều lycopene. Lycopene là một hợp chất tự nhiên trong trái cây và rau quả, mang lại những lợi ích sức khỏe kỳ diệu. Cụ thể, chất này giúp làm giảm nguy cơ đột quỵ, cháy nắng và đặc biệt là có tác dụng chống ung thư. Theo một số nghiên cứu của Mỹ được công bố, các hợp chất beta-carotene, lycopene, có trong dầu gất có tác dụng làm vô hiệu hóa 75% các chất gây ung thư nói chung, nhất là ung thư vú ở phụ nữ. Tờ International Journal cũng cho hay, nếu trong cơ thể phụ nữ có chứa hàm lượng lycopene đáng kể thì nguy cơ mắc các bệnh ung thư như vòm họng, trực tràng, dạ dày, thực quản sẽ giảm 5 lần. Lycopene được tìm thấy trong thực phẩm có màu đỏ tự nhiên như dưa hấu hoặc cà chua. Ở Hoa Kỳ, người Mỹ nhận được phần lớn lycopene từ cà chua hoặc các sản phẩm từ cà chua. Trong khi đó, quả gất có thể có hàm lượng lycopene cao gấp 70 lần so với cà chua. Mặt khác, lycopene có trong cà chua phải chiên với dầu mỡ thì mới có tác dụng sinh học với cơ thể, còn trong gác đã chứa sẵn các chất axit béo không no, vì thế lycopene được hòa tan một cách tự nhiên. Chính những phát hiện của các nhà khoa học đã đưa GRC lên vị trí quán quân trong danh mục những loại quả hữu ích với sức khỏe con người. Bổ não, tốt cho mắt và làn da. Quả gất cũng rất giàu beta-carotene, một loại hợp chất thực vật khác. Beta-carotene hỗ trợ sức khỏe của mắt, trí nhớ và sức mạnh của não bộ. Beta-carotene cùng với các vitamin trong quả gất giúp cải thiện thị lực của con người và ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể cũng như các vấn đề về thị lực khác. Ngoài ra, beta-carotene và các chất chống oxy hóa khác hoạt động như một dạng kem chống nắng cho cơ thể, giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Beta-carotene cũng có nhiều trong cà rốt, bí đỏ và bí ngô. Những thực phẩm này không cần phải nấu chín mới có thể hấp thụ được lợi ích của beta-carotene. Ngăn ngừa bệnh tim mạch. Như đã đề cập trước đó, quả gất rất giàu chất chống oxy hóa và do đó giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Bệnh tim mạch hiện nay đang là một trong những căn bệnh nguy hiểm phổ biến, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của rất nhiều người. Tại Trung tâm Sức khỏe Haifa, các chuyên gia đã phát hiện lycopene là chất chống oxy hóa rất tích cực, có khả năng ngăn ngừa sự hình thành oxy hóa LDL, cholesterol có hại trong máu, từ đó sẽ ngăn chặn được chứng xơ vữa động mạch và các nguy cơ dẫn tới đột quỵ. Một cuộc khảo cứu đối với đàn ông, bao gồm cả những người có tiền sử mắc bệnh tim mạch và những người khỏe mạnh, bình thường. Các nhà giáo sư đã đi tới kết luận, những người có hàm lượng lycopene cao sẽ giảm được 50% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Điều hòa đường huyết. Tháng 5 năm 2007, các giáo sư ở trường Đại học Tokyo, Nhật Bản đã nghiên cứu thành công đề tài khoa học dùng tinh dầu của quả gất để điều trị những biến chứng của bệnh tiểu đường. Hàm lượng lycopene, một loại anitoxic active carotenoid, trong quả gất có hàm lượng cao gấp 10 lần nồng độ chất này trong các loại trái cây và rau quả được xem là rất giàu lycopene. Hợp chất này trong gất được chứng minh là có khả năng làm giảm thiểu khả năng mắc các biến chứng của bệnh tiểu đường gây ra. Điều này càng giúp khẳng định giá trị dinh dưỡng, sức khỏe to lớn mà quả gất mang lại, đồng thời mở ra hy vọng mới cho những bệnh nhân đang phải chống chọi với tiểu đường mỗi ngày. Chống viêm, giảm stress. Ngoài lycopene và beta-carotene, quả gất còn giàu axit béo omega 3 và alpha tocopherol. Những chất dinh dưỡng này đều có tác dụng chống viêm, đồng thời giúp giảm stress nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày.